Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trở lại thông tin với nội dung liên quan đến tất cả các sai phạm của Thượng tọa Thích Chân Quang. Và hôm nay trên bài viết của Thích Nữ Tường Phổ, một lần nữa Thích Nữ Tường Phổ lại khẳng định và vạch ra tất cả những ẩn khúc và những khuất tất về thủ đoạn mưu mô và chiêu trò của lão Thượng tọa Thích Chân Quang mượn đạo tạo đời như thế nào. Lão đã dùng các chiêu thức về các bài giảng của mình nhằm để tẩy não các đệ tử chúng sanh niên của lão Thượng tọa này như thế nào. Trong suốt thời gian nhiều năm qua đã khiến cho hơn 32.000 chúng thanh niên của lão Thượng tọa này mê mẩn, u mê đến nỗi mà đến bây giờ chưa giác ngộ và chưa nhìn ra con đường chân lý là gì. Và một lần nữa thì nạn nhân trong cuộc chơi này chính là Thích Nữ Tường Phổ. Sau khi đã thấy rõ bản chất thực sự của Thượng tọa Thích Chân Quang thì cô ta đã biết quay đầu là bờ để vạch trần, để lôi ra và để chỉ cho chúng thanh niên sớm để giác ngộ, sớm nhìn ra sự thật mà quay đầu là bờ. Và hôm nay với nội dung phần 4 của bài viết Mượn Đạo Tạo Đời, Thích Nữ Tường Phổ một lần nữa muốn kêu gọi và mong muốn cho chúng sanh của bá tín Phật tử chúng thanh niên hãy sáng suốt một lần nữa để nhìn ra chân tướng và sự thật của Thích Chân Quang. Bài viết với nội dung Mượn Đạo Tạo Đời phần 4 Tẩy Não Đệ Tử. Ba bài viết trước, Thích Nữ Tường Phổ cũng nói về tất cả các thâm cung bí sử và những ẩn khúc đằng sau Phật Quang Quyền và nội bộ của Phật Quang Quyền như thế nào. Và hôm nay tiếp tục trong phần 4 này, Thích Nữ Tường Phổ luôn đưa ra những nhận định và vạch trần sự thật về sự ma mãnh và các chiêu trò thao túng quyền lực của Thích Chân Quang. Thưa quý vị, đọc qua 3 phần về các chiêu thức thao túng tâm lý và tẩy não của thầy Quang thì mọi người chắc hẳn cũng nhận ra Quang là một đối tượng rất nguy hiểm. Hắn ta không chỉ gian dối về xuất thân, bằng cấp mà còn ăn cắp chất xám, ăn cắp các giáo lý của nhà Phật để mị dân và trục lợi rất nhiều. Một nguồn lời khổng lồ ấy chứ. Cách lý luận của hắn vì lấy cơ sở là những tâm lý đạo đức nên dễ dàng lừa gạt được một lực lượng lớn đông đảo là chúng thanh niên và đạo tràng. Chẳng qua bây giờ đã rơi rụng khoảng 70% rồi đấy chứ. Trước đây đệ tử của hắn đông hơn nhiều lắm. Tuy nhiên số chúng thanh niên bây giờ còn trụ lại mới là những thành phần cứng đầu lì lợm đây. Những thành phần này nếu không được cảm hóa khai sáng thì sau này sẽ là những mối nguy hại và tiềm tàng cho xã hội và con cháu chúng ta mai sau đấy. Cách đây tầm vài tháng, Quang đã căn dặn đệ tử là nếu có chuyện gì xảy ra với hắn thì chúng thanh niên hãy cố gắng bám trụ chờ người kế nhiệm mà. Ngoài ra với các lý luận thâm hiểm như thế, đây chắc chắn là một kế hoạch đã được Quang xây dựng từ rất lâu rồi, chứ chẳng phải là một sớm một chiều đâu. Mà Tường Phổ nghi ngờ rằng đây chỉ là phỏng đoán của Tường Phổ thôi nhé. Kế hoạch này không chỉ một mình Quang xây dựng đâu, bởi vì một người mà chưa chắc chắn nhé, phỏng đoán thôi à. Chưa chắc học hết cấp 3 thì làm sao một mình xây dựng các lý luận hết sức kín kẽ như thế, rất là bài bản và rất có nền tảng nữa, thu hút một lực lượng lớn tín đồ ở các lứa tuổi đủ các ngành nghề và đủ các chức vị và đủ bằng cấp và trình độ hết. Quang chưa từng dám công khai nói hắn ta là thánh, cũng như chưa từng nói hắn là đắc đạo quả gì. Nhưng mỗi dịp cuối năm, vào lễ Phật thành đạo, khi thuyết giảng trong chùa Phật Quang, hắn ta lấy ấn chứng người này, người nọ trong số các đệ tử của hắn, không nói rõ họ tên, đã chứng các quả vị thánh, từ sơ quả Tu Đà Hoàng tới nhị quả Tu Đà Hoàng, rồi tam quả A Na Hàm. Như vậy nghĩa là sao? Hắn ta chỉ là mỗi năm tiêm cho các đệ tử mỗi liều thuốc về lòng tin quyển hoặc, để họ vì tham chứng quả thánh mà tiếp tục đi theo hắn, cúng dường không những tiền bạc mà cả thân và tâm cho hắn. Cúng cả đứa con ruột thịt mà họ mang nặng đẻ đau cho hắn nữa kìa. Còn nữa, hắn ta không xác nhận
nhưng hắn ta ấn chứng được cho người khác chứng thánh quả. Vậy các đệ tử mặc nhiên sẽ hiểu ngầm rằng chắc chắn hắn ta cũng chứng cái gì rồi. Và thế là u mê chồng u mê, quan chẳng mất gì cả. Chỉ bằng vài lời gió thoảng mây bay lừa gạt được cả trăm ngàn đệ tử. Quan không chỉ không minh bạch về xuất thân và giấy tờ tùy thân đâu nhé. Nhiều lần quan ngấm ngầm lan truyền tin và ẩn ý với đệ tử rằng tiền kiếp của hắn đều là những vĩ nhân trong lịch sử nước nhà như Cao Lỗ, là người làm ra Nỏ Thần, Sự Tích, Thành Cổ Loa, và Trần Hưng Đạo, Thi Sách là chồng của Trân Trắc, Trương Hán Siêu, Lê Văn Thịnh là trạng nguyên đầu tiên thời nhà Lý, thậm chí là vua Lý Thái Tổ nữa cơ đấy. Rồi hắn cũng từng là Triệu Tử Long, Trương Lương bên Trung Quốc, đầu thai chưa hết, hắn còn phao tin đồn kiếp trước hắn từng là hiệp sĩ bên châu Âu. Tường Phổ cũng quên tên rồi. Rồi nhà triết học Pythagoras, Pythagore, tiểu thuyết gia Leo Tolstoy, tức là ngụ ý kiếp trước quan là lắm đa tài và đa nghệ, toàn là làm những anh tài kiệt xuất trong lịch sử nhân loại và thế giới, vượt tầm Việt Nam rồi. Đúng là bàn tay vàng trong làng đầu thai. Vì đã mê muội và ngấm giáo lý tà kiến của quan nên các đệ tử của hắn từ xuất gia đến tại gia đều tin hắn sái cổ. Thấy đệ tử đều đã u mê, hắn bồi thêm một đòn chí mạng rằng hắn là thiên chủ đầu thai. Thời mà bầu trời còn nền pha lê cơ chứ, không phải là thời đại này. Mượn những lý thuyết về luân hồi và nhân quả, hắn khiến cho tất cả các đệ tử cho rằng kiếp trước của hắn đã vĩ đại như thế, thì chắc là hắn có phước lớn lắm, kiếp này cũng sẽ là bậc thánh hiếm có ở đời. Và thế là họ lại ra sức cúng tiền, cúng tất cả mọi thứ, vì hắn rao rằng mấy chục kiếp trước hắn xuống trần một lần thôi, không cúng thì uổng lắm. Câu hỏi đặt ra là, có thật hắn chỉ vì hám danh hám lợi mà khoe khoang ba hoa như thế hay chăng? Hắn ta lập ra chúng thanh niên và đạo tràng bẻ cong giáo lý của đạo Phật để tiêm nhiễm vào đầu đệ tử những tà kiến u mê, khiến cho họ phải tôn sùng hắn như là thánh nhân. Nghe mệnh lệnh của hắn răm rắp, hắn đã là giáo chủ trong cái đạo mà hắn lập ra rồi, hắn còn bắt quan làm họ, nhận làm cháu ruột của bác Hồ nữa chứ. Hắn có mưu đồ gì đây? Khi hắn ta dùng bữa luôn phải có đệ tử canh chừng bên ngoài hết, như vua chúa vậy. Quan nói hắn sợ có giặc hại trong lúc ăn, vì quan là đại diện cho chánh pháp của Phật, thế lực giặc, phản động và tà đạo rất muốn hại quan. Vì nếu hại được quan thì không những đạo Phật của Việt Nam tan tành mà đất nước cũng sẽ gặp nguy nan, vì quan yêu nước kinh khủng khiếp lắm. Khi có việc phải ra ngoài bằng ô tô, quan sẽ cho đệ tử đi hai xe ô tô ra ngoài ngược chiều nhau. Giữa đường quan đổi xe, biện minh là để giặc không nắm được hành tung của quan mà hại. Những hành vi thật sự khó hiểu và thái quá như thế khiến cho Tường Phổ không khỏi nghi ngờ rốt cuộc quan đang giao du với ai, liên hệ với ai, có kế hoạch gì, biết điều gì. Làm gì mờ ám mà phải hành động cực đoan, lố bịch quá đà như vậy? Tường Phổ đính kèm một vài hình ảnh về lực lượng mà quan huy động được thời còn hoàng kim. Đa số là 70% trong số này đã quay đầu rồi. Một tin thật là đáng mừng, Tường Phổ tin rằng với sự nỗ lực toàn dân đồng lòng, chúng ta sẽ có thể giúp cho chúng thanh niên quay đầu nhiều nhất có thể, để cho thế hệ mai sau của đất nước không bị ảnh hưởng, không bị tàn dư của Thích Chân Quang làm ô uế. Thưa quý vị, đó là nội dung của bài viết trên trang tác giả Thích Nữ Tường Phổ này đã hiểu thấu tường tận về thâm cung bí sử và mưu đồ chiến lược của Thích Chân Quang nhằm thao túng Phật giáo và muốn thống lĩnh hệ thống Phật giáo Việt Nam, cho nên Quang đã bày biện ra rất nhiều các kế hoạch thâm hiểm mà đến bây giờ không ai biết được.
Sau khi tường phổ lật tẩy và đưa ra các chứng cứ về tất cả những mưu mô thủ đoạn của quan, thì cũng đa số trong số các chúng thanh niên cũng đã nhìn nhận ra đâu là bờ, cho nên đa số cũng quay đầu và giác ngộ được bản thân. Nhưng hiện tại thì cũng còn rất đông lượng Phật tử, đó là chúng thanh niên này rất là cứng đầu, bởi vì đã bị tiêm nhiễm, đã bị nhồi sọ những cái tư tưởng cực đoan mà Thích Chân Quang cứ tối ngày dán vào trong đầu của những chúng thanh niên này. Cho nên đến bây giờ vẫn còn u mê bất chấp, vẫn cho rằng tất cả những thông tin trên mạng xã hội là giả dối, là lừa gạt, là báo chí không chính thống, đang tìm cách uy hiếp, hãm hại và hạ bệ sư phụ của những con người mưu muội như thế này. Qua bài viết cho chúng ta thấy một lần nữa, Thích Nữ Tường Phủ cũng kêu gọi các chúng thanh niên, hỡi những ai còn đang u mê, hãy nhìn ra chân tướng thực sự của Thích Chân Quang. Đến bây giờ, Thích Chân Quang không còn con đường nào khác. Sắp tới đây, cơ quan chức năng của Bà Rịa Vũng Tàu vào cưỡng chế, tháo dỡ và có thể đưa ra hướng xử lý các sai phạm của Quang liên quan đến không chỉ là việc xây chùa, chiếm đất rừng phòng hộ, mà đằng sau đó bên trong ấy có chứa rất nhiều các thâm cung bí sử về các sai phạm, về các tồn dư mà các hành vi của Quang đến bây giờ đã được tường phổ này sơ sơ đưa ra những bài viết để chứng minh cho chúng ta thấy về thủ đoạn, về âm mưu, về quyền lực của Chân Quang là như thế nào. Thưa quý vị, qua bài viết này chắc hẳn chúng ta một lần nữa cũng nhìn thấy rõ thêm chân tướng của Thích Chân Quang. Đây là một mưu đồ muốn thống lĩnh, cho nên Quang muốn gầy dựng nên một Phật quan quyền. Quang muốn rẽ nhánh đi riêng trong giáo hội Phật giáo của mình. Cho nên Quang mục đích là thâu tóm rất đông lượng chúng thanh niên về đây để hỗ trợ cho Quang xây dựng một Phật quan quyền hùng mạnh trong tương lai, có thể thâu tóm cả Phật môn của giáo hội nữa đấy. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi 4 phần của tất cả những thông tin liên quan đến bài viết của Tường Phổ vạch trần sự thật về thâm cung bí sử của Thượng Tọa Thích Chân Quang. Đến đây mình xin kết thúc thông tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.